lao, rồi một chút nữa mình sẽ mua đồ lặt vặt để mà mình nấu nướng á. Mình đi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cậu ơi, phải mở ngoài này là có nè cậu, mở ra ngon không nè. Dạ. Đi mình đi nướng mực với lại cá cá chép. Chuyền đồ xuống dưới vỏ. Đây là mực bò. Cái này là gì anh? À cá chép, cá chép giòn. Tôm, cua, cá là nhiều lắm luôn á. Nhưng mà về sau này á, vui kiểu như cũng không có được trúng nhiều á. Đây là cái cống nha. Còn đây là cái cống. Cái cống mà bây giờ là cha chồng như đang xả nước chuyên ra đó. Tôm, cá, cua rồi. Mẹ như giờ như tới nhà của mẹ như vậy, đem đồ qua để nấu sáng cúng sớm. Cha, cha ăn mới qua. Cha làm gì cha? Hai nó là mẫu. Giờ chung đủ nè. Làm như nó muốn chín gì mẹ, nó vàng vàng này mẹ. Cái này mình bẻ vô mai cúng luôn được nè. Ôi trái nhóc luôn kìa. Cây ăn sao kìa trời. Đâu? Cây ngoài đó đó hả? À. Nó đó, nó có cây đó. À. Trái luôn. Chàng ơi coi nè. Thấy sưng không? Để phải đi kìa, đi kìa đây, đi kìa đây, đi kìa đây, đi kìa đây. Ở cái đây làm như nó có viên với mấy cây mít với mấy cái đu đủ hả mẹ? Trời ơi. Thấy ham quá nè. Trời ốc nè mẹ. Ốc nó bu lên tới đây luôn nè cả nhà. Nè, con ốc này. Con ốc này là nó ăn nó phá đồ lắm luôn. Rồi mẹ như trống rồi nè. Nè. Chứ không thôi trái quá nó bị ấy, nó nghiêng cây. Chàng ơi thấy ham hết sức luôn á. Ham thiệt. Đã. Để mang. Đây khoai mì đồ nhiều lắm luôn. Đó, mì cũng đủ. Lá lốt kìa cả nhà. Hổm là như ăn lá lốt gói thịt bò là như bẻ bên đây nè. Ở nhà mẹ luôn. Trước lúc mà cha còn khỏe mà kiểu như cha như chưa có bệnh ấy, là trồng đồ dữ lắm. Cóc, ổi, xoài, mặn đồ nhiều ơi là nhiều luôn. Giờ trồng ít dữ rồi. Ở đâu cũng có cái ốc để chân được chè coi nè, bu lên tới cái đu đủ luôn.
này tới nó là nó bự rồi, con nó đẻ sinh sản dữ lắm. Giờ kinh đồ vô nhà, sáng nay ăn cơm chưa? Chưa. Dữ hả? Giờ kinh đồ vô nhà nha. Dọn làm 1 kg mứt me nữa. Làm mứt me nữa hả? Ờ, làm 5 kg cho con đó. Chè ơi, chứ tỏi mặn mà cũng mặn nữa. Như không biết mặn mứt me. Cây ra để trên bàn cúng. Xong rồi đi cạo chả. Cái người làm món này đi mặn này. Xong. Ui rồi. Cái dĩa này bao nhiêu năm rồi mẹ? Chắc cũng 20 năm à. Dĩa cổ. Cái dĩa đây nè. Ba cái đồ này là toàn là hồi ông nội mới mắc rồi mua tới giờ không là cũng 30 năm. Ba cái đồ chén, thao, mà giá rồi là 30 năm. Dĩa này là cổ dữ luôn. Dĩa này giờ chắc cũng không ai bán đâu. Ngồi đó nghe người chơi nó xuống. Ai bán đồ nào nữa. Giờ mình sẽ ginh ra ngoài trước để trên bàn. Hút bò kho ra. Trời nguồn sống. Quýt trên già chứ. Mẹ chăm trên đó cái gì? Theo dồn anh. Cái dao nó chặt đã ha. Ờ, dao nó đúng dao luôn. Mẹ giữ luôn. Ừ? Ừ. Cái dao đó hình như mẹ nói là anh nuôi cho mẹ. Cô Sáu bữa gửi cái ngò gai cho con chồng mà mẹ quên nó gì. Chắc giờ héo hết. Không có héo gì chứ, để trong bọc có đất không thấy luôn. Em chồng mà nó bị ấy chứ, nó ra bông quá vậy. Có biện pháp nào khắc phục không? Gì hả? Ngộ gì? Vậy để xin của cô Sáu. Trời ơi, chồng cái ăn được quận hay quận cái nó ra bông hết trơn. Cô Sáu chồng gì cũng tốt. Không biết hẹ cô Sáu còn tốt không biết. Có anh Sang có đem. Rồi mẹ.
Có hỏi mẹ. Yeah,
Lùng quá. Mày lùng mày có chồng cao bây giờ giúp cũng được. Cha với mẹ không mày để giúp. Anh chưa mua sữa uống đang. Rồi, cảm ơn. Cúng xong hết thì giờ mình dọn ra nhà mâm để ăn thì cũng không có làm lớn, chỉ có ở nhà có mấy cô 7, cô 4, cô 6. Này thiếu cô 8 rồi mẹ. Thiếu cô 8. Vô lăn đi. Mấy là anh Vẹn ơi. Chế vô ăn cơm chế. Trời ơi, em trẻ quá, về về nhá em. Anh được rồi, trẻ rồi chứ chú già lắm. Ủa, bạn đâu lên? Bạn đâu? Bảy ăn thịt ngoay đi. Ăn, mình ăn xuống nổi. Cái bảy rất là cái đồ chai hay gì? Cái bò kho á mẹ, cái bò kho mềm mềm rồi gấp cho cô 7 ha. Vậy hả? Bò hả? Vậy để nhúng cái chả mềm, có chả mềm. Đúng có chả mềm nè phải. Chả con làm mềm sụm luôn. Vì làm cũng nhỏ, cũng mâm tròn, chỉ có gia đình thôi. Cho nên là không có mời đông. Cái bò kho này ngon hay mẹ? Thịt bò nó thơm. Bò thơm dữ luôn. Nướng ăn bò ăn luôn. Chứ nha, vậy là sẽ ăn lỡ chị đó giờ không ăn hay là cử. Nữa hả? Ăn thử thôi, ngon mà. Ra mẹ. Bỏ chạy đi chơi luôn. Em thấy trời mưa cái tách nhà quen mượn đi giúp Lào đi luôn chứ. Cái cục heo quay quá. Bánh tráng hả? Bánh nè. Ôi. Cái gì quên chấm muối tiêu. Lâu xong quá nha. Cái gì không hụi vậy? Cái gì nè?
bắt đầu sôi rồi. Miếng kim chanh vô chứ, chanh với hành. Cái ăn anh học bỏ là cái măng, còn cái nào dai là cái phiền. Cái nào dai là cái phiền á. Em đi ngang mình cũng dầm một cái vậy á. Cái này kỳ dữ trẻ. Nhiều lắm, một lần đâu thấy đâu, bây giờ tự nhiên ngoài nó xe có xe cho. Ngưng quay nghe, anh lo anh đốt dẹn gì nhiều như rồi. Anh đốt dẹn ngay cái biển tém này, đốt dẹn. Tém này. Cái em nó quay. Còn gắn mà rồi, em nào mình cũng gắn. Vậy nó tém nữa thì cả cái đó.